bắt giữ nghi phạm đánh tử vong chủ xe ba gác ở thành phố Hồ Chí Minh. Xảy ra mâu thuẫn với chủ xe ba gác máy ở thành phố Hồ Chí Minh, Lợi đánh nạn nhân tử vong và bị công an quận 4 phối hợp với các đơn vị bắt giữ. Tối mùng 6 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 đang tạm giữ Nguyễn Văn Lợi, 29 tuổi, ngụ quận 4 để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, sáng mùng 5 tháng 6, ông LVH, 41 tuổi, đến tiệm sắt bên trong bãi giữ xe trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 để làm việc. Tại đây, ông H phát hiện ông Võ Minh Hoàng, 39 tuổi, nằm chết dưới đất, vùng đầu có vết thương. Nhận tin báo, cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định đây là vụ án mạng và truy xét nghi can gây án. Đến trưa mùng 6 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an quận 4 phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, công an huyện Nhà Bè bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Hoàng là chủ xe ba gác máy, còn Lợi làm việc cho ông Hoàng. Quá trình làm việc, Lợi bị ông Hoàng la mắng khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến án mạng.